Thưa quý vị, thời gian gần đây đã có nhiều ca khúc viết về vùng quê Măng Thái với những giai điệu trữ tình, ca từ gần gũi, thân thương. Những ca khúc này đã góp phần lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, con người của vùng đất mang đậm những giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống. Trong chương trình Câu chuyện âm nhạc hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Măng Thái Mình Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Phú, và cùng lắng nghe nhạc sĩ chia sẻ về ca khúc này. Xin chào nhạc sĩ Thái Phú, rất vui được giao lưu cùng anh trong chương trình Câu chuyện âm nhạc hôm nay. Cảm xúc nào đã giúp anh sáng tác nên ca khúc Măng Thái Mình Thương? Một câu hỏi hết sức là thú vị. Măng Thái Mình Thương, riêng cái chữ Mình Thương nó cũng đã nói lên cái tình cảm rồi. Chắc là những buổi chiều tôi thường lang thang về với Mỹ Khê, về với Tân Thái và Măng Thái, được chứng kiến cái khung cảnh ở đây, người dân chài đang chào đón những chuyến tàu mang đầy tôm cá trở về từ biển khơi. Và bên cạnh đó ở đây là tôi được nhìn thấy một cái nét văn hóa rất là xưa, rất là tình cảm. Ở đây tình làng nghĩa xóm nó gắn bó với nhau rất là đầm ấm, mà nó chính vì điều đó nó để lại trong tôi một cái cảm xúc mà nó thổn thức bằng cái ca từ, như là về đây là níu câu thương để câu nhớ cho bao người. Và đó là cũng tình cảm mà từ cảm xúc đó là Thái Phú đã viết nên ca khúc Măng Thái Mình Thương. Vâng, và phải có lý do nào đó để anh quan tâm đến mảnh đất Măng Thái chứ, phải không anh? Thực ra nói về yêu thì nó hơi lớn quá. Nhưng Thái Phú có một cái tình cảm là những miền đất mà mình qua, nó cũng để lại cho mình những cái tình cảm rất là riêng. Đó là tình cảm của người nghệ sĩ. Khi đứng trước cái cảnh vật thiên nhiên như em cũng đã biết, thì là cái đó là cái phản ánh lên cái tâm tư tình cảm. Và đặc biệt đối với người nghệ sĩ thì đối với nhà thơ thì qua câu thơ, nhưng mà đối với nhạc sĩ thì đó là cảm xúc về âm nhạc. Chính vì điều đó mà cái chữ yêu đó, nó tuy là nó thật là bao la rộng lớn, nhưng mà nó đang lại chỉ là giai điệu thật đẹp mà
bản thân người nghệ sĩ muốn chuyển tả cái tình cảm đó đến với lại thứ nhất là người dân Măng Thái, và thứ hai là mong muốn nó sẽ được lan tỏa cái tình cảm đó đến với mọi người, cho công chúng Đà Nẵng. Vâng, anh có thể chia sẻ đến khán giả là anh đã sử dụng chất liệu âm nhạc nào khi sáng tác ca khúc này? Thực ra thì không riêng gì Măng Thái Mình Thương, nhưng mà Thái Phú đã sử dụng dân ca trong xuyên suốt các cái tác phẩm của Thái Phú từ trước đến nay. Và riêng cái Măng Thái Mình Thương thì khi về với lại bà con ở đây, thì nhất là những buổi chiều khi được nghe cái tiếng vô hò, tiếng hò kéo lưới của người dân miền biển, thì nó gợi cho mình một cái rất là một cái tình cảm mà có nghĩa là mình không thể kể ra bằng lời được. Như chính vì điều đó và nếu mà em có dịp nghe lại ca khúc đó thì em sẽ tìm được ở trong đó cái chất liệu dân ca rất là riêng mà Thái Phú muốn gửi gắm ở vào trong đó. Đó là cái chất liệu dân ca khu năm của mình mà khi cất lên ai cũng đều có thể hát được. Anh có cho rằng việc sáng tác nhiều ca khúc về cùng một chủ đề thì có tạo ra một ca khúc có những cái ca từ và giai điệu na ná nhau không ạ? Đối với nghề sĩ á, khi sáng tác thì thường người ta muốn tìm cái chất liệu riêng. Thứ nhất về chất liệu, thứ hai nữa, trong cái mong muốn về ca từ thì làm sao đó nó riêng biệt, nó không mang dáng dấp của bất kỳ một ca khúc nào. Đó cũng là cái lòng tự trọng của mỗi người nhạc sĩ muốn gửi đến cho công chúng, làm sao đó khi công chúng nghe thì có thể phát hiện ra à, đó là ca khúc của tác giả này, hoặc là à, ca khúc này của một tác giả khác. Thì bản thân Thái Phú đang đi theo con đường đó, không muốn là trong ca khúc của mình thì người ta đọc là ca khúc của mình giống ai, giống anh A, giống chị B chẳng hạn. Chính vì điều đó mà ca từ nó làm nên cái tình cảm của người nhạc sĩ đối với ca khúc đó. Và trong cái ca khúc Măng Thái Mình Thương thì Thái Phú đã sử dụng cái ngôn ngữ của người dân miền biển là nhiều. Những cái ngôn ngữ nó mộc mạc, nó gần gũi, nó không cái gì quá lớn lao, nhưng đó là cái tình cảm của người nhạc sĩ mà nó mang, khi nghe qua thì nó mang cái tình cảm của người dân miền biển như đang nói về mình vậy. Và với ca khúc của mình thì anh đã làm gì để tạo nên sự khác biệt? Khi viết, và đặc biệt là khi viết về những ca khúc cho quê hương mình, mình không làm cái điều gì thật. Mình không có nói như dân trong nghề là không phải dùng những cái gì nó đau to bú lớn quá, mà nó phải là những cái chân chắc mộc mạc nhất của trong ca khúc thì nó mới dễ thấm và dễ lan tỏa. Chính vì vậy là trong cái cách viết của Thái Phú thì lúc nào cũng đi theo con đường đó, và đặc biệt nó thấm đẫm cái dân ca ngay từ khi mà mình còn rất là nhỏ, khi được mẹ mình viết, khi được mẹ mình ru mình bằng những câu dân ca khu năm, như là à, khoan hô hời là ho khoa chẳng hạn. Những cái câu đó thì nó đã đi theo mình rồi, đi theo suốt cái hành trình từ khi nằm nôi cho đến khi mình lớn lên, và cái dân ca của mẹ nó đã ăn vào trong máu của mình rồi. Với ca khúc Măng Thái Mình Thương thì anh có những gửi gắm gì đến người yêu nhạc ạ? Thực ra thì mỗi một người nghệ sĩ khi viết ra cũng như là đi khi mà thay ngén cái tình cảm đó, nói như người ta là mang nặng đẻ đau trong 9 tháng 10 ngày, thì đối với một người nghệ sĩ thì cái tình cảm đó nó khi mà ca khúc của mình nó được trưởng thành, nó được lan tỏa và nó được công chúng đón nhận, đó là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn đối với nhạc sĩ. Và đó nó khích lệ mình, nó làm cho mình giống như một cái động lực để cho mình từ đó để mình tiếp tục có những cái sự khởi đầu khác. Mà đó cũng là một cái hành trang để mình tìm những cái chất liệu khác để mình viết tiếp tục, nhưng với một cái tâm thế là mang cái tôi của mình đến công chúng qua tác phẩm âm nhạc. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Thái Phú đã tham gia chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc hôm nay. Thưa quý vị, mỗi một vùng đất luôn có những câu chuyện riêng để hấp dẫn chờ đợi người nghệ sĩ tìm tòi khám phá. Trước khi kết thúc chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Măng Thái Mình Thương, sáng tác của nhạc sĩ Thái Phú.
thoáng đầy âm tình quê hương. À ơi lời ru một thuở đoan trường, mẹ đồng hành hao tranh vênh ngày tháng. Sóng thân bôn ba nắng chiếu đôi bầu cơm áo, trao ước mơ đẹp xanh ngời cho con. Dệt tiếng thơ dạt dào vơi đầy da diết tòa bay. Chứa ân tình mẫn thấu.